Hello mọi người, nhìn ở đây là mình biết món gì rồi ha. Cái này là xá xíu, thì Diễm cũng đã có một video hướng dẫn cách làm xá xíu á. Nhưng mà trong video này thì Diễm hướng dẫn một cái cách ướp xá xíu khác nữa để mình ăn chung với cái món mì khô xá xíu. Thì cái cách làm rất là đơn giản nhưng mà cái mì mình ăn cũng ngon lắm. Mời mọi người cùng vô bếp làm món mì khô xá xíu với Diễm nha. Đầu tiên á, Diễm đi ướp cái xá xíu trước. Thì Diễm có cái hũ này là cái hũ sốt xá xíu nè. Thì mình dùng cái hũ này thôi, và nước tương và mật ong thì mình làm ra cái miếng xá xíu nó rất giống với lại xá xíu mình ăn trong những nhà hàng của người Hoa. Thì hôm nay á, Diễm sẽ ướp 1,5 kg thịt nha. Cái này là thịt nạc dăm nè. Thì mình mua cái thịt nào mà nó có vừa có lớp mỡ vừa có lớp thịt á, thì mình làm cái xá xíu nó không có bị khô. Mình cũng có thể sử dụng thịt ba rọi á, mình làm cũng ngon lắm nha. Ở đây Diễm sẽ có 50g củ hành tím, 50g tỏi ha. Mình sẽ cho vô một cái túi ni lông nha. Tiếp theo Diễm có 30g gừng. Rồi mình sẽ dùng cán dao á, hoặc là Diễm có cái búa để Diễm dần thịt á, Diễm dần cái này cho nó ra cái tinh chất thì nó sẽ thơm hơn. Không mấy là mình lấy cái cán dao mình dần ở ngoài cũng được. Sau khi nó đã nát bớt rồi đó thì mình đổ ra một cái thau á, bây giờ mình ướp. Diễm cho nguyên cái hũ nước sốt xá xíu vào luôn. Mình dùng nguyên một hũ cho 1,5 kg thịt nha. Và Diễm nêm vào đây 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh mật ong á. Nếu mà mình không thích ăn ngọt nhiều thì mình cho 2 muỗng. Mình khuấy lên cho nó thật là đều nha. Thì thường á, cái xá xíu này mà Diễm ăn á, ở Thái Lan hay ở Singapore thì Diễm thấy cái thịt nó ngọt lắm ha. Nếu mà mình muốn có màu đẹp á, thì mình cho cái màu đỏ thực phẩm vào á, Diễm cho khoảng cỡ 1 muỗng cà phê. Mình khuấy lên cho đều rồi bây giờ mình cho thịt vô mình bóp cho nó thấm á. Nếu mà mình muốn mình cũng có thể dùng cái gì nhọn á, mình đâm vô thịt cũng được thì nó sẽ thấm hơn nữa. Mà Diễm thấy như vậy á, là cũng đã thấm đó. Miếng thịt này ăn nó rất là đậm đà. Diễm có 50g hành lá đó, mình cắt ra thành từng khúc và mình cho vô luôn ở ướp cho nó thơm. Thì cái cách ướp xá xíu kia á, thì Diễm cho cái rễ ngò, còn cái này mình cho hành ha. Đó, mình bớt ra. Xong rồi mình chèn nó vô thịt cho thịt nó thấm cho nó ngon. Rồi mình dùng cái miếng giấy nhôm nè, mình bọc lại hoặc cái màng bọc thực phẩm cũng được. Mình sẽ cất vô trong tủ lạnh từ 6 cho tới 24 tiếng ha, cho thịt nó thấm thì nó mới ngon. Bây giờ mình đi nấu cái nước súp. Thì Diễm có 400g xương heo á, xương heo mua về á, mình rửa cho sạch nha. Rồi bây giờ á, mình sẽ mang mình đi trụng sơ cho nó ra bớt cái chất dơ ở trong xương đó. Nước sôi á, mình cho xương vào mình trụng lửa lớn khoảng từ 1 tới 2 phút ha. Mình thấy cái bề mặt ngoài của xương á, nó tái, nó chín lại thì mình nhấc khỏi bếp rồi mình đổ cái nước này bỏ đi. Mình rửa xương lại cho sạch nha. Diễm lấy một cái nồi á, Diễm cho 2 cái củ hành tây vào, 2 củ hành tây to ha. Rồi mình xương mình rửa sạch rồi đó, mình xếp vô lại trong nồi. Mình đông vô đây 1,2 lít nước nha. Tại vì cái này á, cái nước này mình không có cần nhiều, mình chỉ cần cái chén nước súp riêng thôi nên mình nấu ít cho nó ngọt. Mình bắt bếp lên á, mình bật lửa lớn. Diễm sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối. Khi mà nước sôi á, bắt đầu nó có bọt á, thì mình hớt cái bọt này cho sạch nha. Mình hớt bọt sạch á, thì mình hầm cái nước của mình ở trong. Hớt bọt sạch rồi mình đậy nắp lại và hạ cái lửa nhỏ đó. Mình nấu từ 1,5 cho tới 2 tiếng. Thì tùy xương mình lớn hay nhỏ, xương này nhỏ nên Diễm hầm 1,5 tiếng là Diễm thấy nó đủ rồi. Sau 1,5 tiếng á, thì mình vớt bỏ cái củ hành tây ra nha. Mình chắc cái nước nó ra, tại vì cái nước trong củ hành này nó rất là ngọt. Cái nước nấu như vậy mình không có cần phải nêm đường phèn gì hết á, mà nó ngọt lắm. Diễm nêm vô đây á, là 1 muỗng cà phê muối, nhưng mà tùy mình ăn mặn hay ăn nhạt á, mình mua nêm 1,5 muỗng trước nha. Sau đó Diễm nêm thêm 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Diễm lấy cái dĩ này nè, bây giờ mình đi nướng xá xíu nha. Thì thịt xá xíu á, Diễm ướp hồi tối hôm qua. Đó, lấy cái mấy cái cây này để mình kê thịt lên cho đừng có chạm ở dưới cho thịt nó sẽ ngon hơn. Thịt này ướp được có 12 tiếng rồi ha. Thì bây giờ mình lấy ra, mình lấy thì mình phủi hết cái phần tỏi hành đồ ra nha. Đừng có cho nó dính lên thịt, mình nướng nó dễ bị cháy á. Và mình xếp cái miếng thịt cho nó thẳng ra vô trong cái khuôn nướng.
Thịt này á, thì mình đặt ở rãnh giữa của lò nướng á, Diễm cho thịt vào rồi Diễm bắt mới bật lò, hoặc mình bật lò trước cũng được á, không sao hết. Thì mình nướng ở cái nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F, hai lửa trên và dưới nha, Diễm nướng thường á. Mình nướng cái này á, lần đầu á thì mình nướng khoảng cỡ 30 phút. Khi mà mình thấy cái mặt thịt trên á nó săn lại và nó giống như là mình thấy nó chín rồi đó, thì mình sẽ lấy ra ngoài để mình phớt cái nước sốt xá xíu lên đó. Cái này là Diễm nướng được 30 phút nè, Diễm lấy ra Diễm trở ha. Đó, mình thấy ở bên dưới thì nó chưa có ngon ha, trong khi ở trên thì mình thấy mặt nó bóng nó đẹp rồi. Mình lấy cái nước ướp thịt á, mình rưới lên cho nó thật là đều. Rưới đều lên hết rồi á, mình mang vô, mình đặt trong lò nướng, mình nướng lại nha. Thì mình cũng nướng nhiệt độ là 180 độ C, mình nướng thêm khoảng cỡ từ 20 cho tới 30 phút nữa thì thịt nó chín. Nếu mà mình muốn thịt nó vàng, nó ngon hơn á, thì mình cứ lấy ra mình phớt cái nước sốt lên ha. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vô 4 muỗng canh dầu ăn để mình làm cái dầu hành tỏi cho nó thơm á. Ở đây Diễm có 20g hành tím mình băm nhuyễn nha. Tiếp theo là 20g tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn. Mình bật lửa lên á, mình để lửa trung bình, mình sẽ chiên cái này cho hành nó vừa vàng á, là mình nhấc khỏi bếp được. Cái dầu hành này á, để mình pha cái nước sốt á, mình ướp vô trong cái mình dùng trong cái mì á cho nó thơm hơn. Đó, thấy như vàng như vậy á, là mình nhấc khỏi bếp được nha. Sau đó mình đổ ra cái rây, mình lọc lại, mình lấy cái dầu và cái phần hành với tỏi này á, mình muốn mình cho vô trong mì ăn cũng ngon. Bây giờ mình làm cái nước sốt của mì nha. Chỉ cho vô đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh hắc xì dầu, tức là nước tương đen á, 1 muỗng canh nước tương ngọt, 2 muỗng canh nước hầm xương. Nước hầm xương hồi nãy đó mình lấy ra 2 muỗng canh. Nếu mà mình thích ăn cái nước nó loãng hơn á, thì mình cho thêm ha. Và Diễm cho đây 1/2 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh dầu hành tỏi, có này thì nó thơm lắm, 1 muỗng canh dầu hào. Tiếp theo ở đây Diễm có cái chai tương ngọt này nè, tương ớt mà loại ớt ngọt đó, mình để mình ăn chung với chả giò nó bán sẵn á, thì mình nêm vô 1 muỗng canh á, giúp cho cái sốt của mình Diễm thấy cái vị nó cân bằng hơn, nó ngon hơn ha. Mình cho vô 1 muỗng canh rồi mình khuấy cái hỗn hợp này lên cho thật là đều, là mình sẽ được cái nước sốt để mình ướp vô trong cái mì khô của mình á. Xá xíu á, nướng chín rồi mình để nguội ha, để nguội khoảng cỡ 15-20 phút á, mình đi cắt cái thịt là xá xíu này nó rất là ngon, tại vì nó thấm đều lắm và ở trong nó không có bị khô nữa, ăn nó đậm đà lắm ha, đậm đà hơn là cái công thức xá xíu kia. Ở đây Diễm có cải thìa nè, thì ăn cái mì khô này mình ăn với cải thìa này. Cải thìa thì mình thích nhiều thì mình cho nhiều nha. Diễm bắt một cái nồi nước lên á, Diễm cho vô khoảng 1 muỗng cà phê dầu, 1 phần 2 muỗng cà phê muối, tùy mình nước nhiều hay ít á thì mình canh cho vừa nha. Nước thật là sôi á, mình cho cái cải thìa này vô mình luộc, luộc dưới lửa lớn á, trong vòng khoảng 1 phút là được ha. Cải này nó mau chín lắm, thì mình vớt ra, muốn cải xanh lâu á thì mình xả lại nước lạnh ha. Để trụng mì thì Diễm có một cái nồi nước sôi nha và một cái thau nước lạnh, thì mình sẽ trụng mì ở trong nước sôi, sau đó mình sẽ nhúng mì qua nước lạnh thì giúp cho cái sợi mì của mình nó dai nó ngon á. Mì thì mình nên để cho cái sợi mì nó tơi ra rồi mình mới cho vô nước ha. Nước thật là sôi, mình cho cái giấc mì vào, thì tùy cái mì nhuyễn hay là mì dày đó, thì cái mì sợi nhuyễn này Diễm trụng mà 1 phút ha. Mì này là Diễm cũng tự làm luôn á, còn mì Diễm mua thì Diễm thấy mình sẽ trụng nhanh hơn tí xíu đó. Mình cứ đánh cho nó tơi ra như vậy nè, khoảng 1 phút thì mình lấy ra ha, mình vũ cho nó ráo nước bớt đó, rồi mình nhúng qua bên thau nước lạnh mình để sẵn nè. Như vậy á, giúp cái sợi mì nó xe lại, với lại thường mì này á, nếu mình không làm vậy giống như nó hơi bị nhớt á. Đó, mình cũng vũ nước cho nó ráo rồi mình nhúng qua lại bên cái nước nóng cho sợi mì nó nóng lại mình ăn mới ngon ha, tại vì cái mì lạnh thì ăn không ngon. Đó, như vậy là xong. À, mình rưới cái nước nước sốt hồi nãy mình làm lên ha. Thường một giấc mì á, thì Diễm thấy 1 muỗng canh nước sốt là vừa, mình trộn lên. Còn nếu mà mình thích ăn cái kiểu mà nước sốt nó nhiều như những cái tiệm ở Thái Lan ăn á, thì mình pha cái nước hầm xương vô nha. Đó, mình cho cải rồi mình cho thịt, mình cho tí xíu hành lá lên trên, nếu thích thì mình cho cái hành tỏi phi lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong.
mình múc thêm chén nước súp nữa nha. Nước súp á, mình cho thêm tí hành lên thì nó thơm. Mì xá xíu khô này thì nấu rất là nhanh. Cái nước súp này thì nó ngọt thanh ngon lắm. Chỉ chúc mọi người có được những tô mì thật là thơm ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.